Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến các bác mẫu xe đạp đua khung full carbon toàn phần đến từ thương hiệu Trek, một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng và rất là đẳng cấp trên toàn thế giới, và chắc chắn là những các bác chơi xe lâu năm thì không bao giờ không thể nào không biết đến cái hãng xe này, một cái hãng xe có cái bề dày lịch sử sản xuất xe hơn 100 năm và rất là đẳng cấp trên toàn thế giới. Thì chiếc xe hôm nay em về là chiếc xe mang model E-Honda 5. Nó được sử dụng một full một bộ chuyển động Shimano Untega và full hết toàn bộ từ khung rồi ghi lông cổ phốt rồi cặp vành, tất tần tật là full carbon hết, tông màu đen đỏ rất là đẹp, khung carbon thương hiệu Trek. Đây, model E-Honda 5 lớp sơn nguyên bản còn rất là bóng và mịn, chỉ có những cái vết xước nhỏ rất răm, nó đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi thôi. Xe thì cũng được dán ni lông luôn rồi các bác nhé, nó sẽ tránh xước đi rồi thì em vẫn để ni lông lại cho các bác mà không bóc ra để giữ được cái độ mới cho chiếc xe. Nó chỉ là xước ni lông thôi các bác nhé, chủ cũ họ đã dán ni lông chống xước rồi. Đấy, phun hết các carbon từ khung này rồi cọc yên này, ni lông cổ phốt họ phun hết là các carbon, kể cả những cái căn cổ phốt này cũng là các carbon luôn các bác nhé. Và vành sử dụng quả vành nó khoảng bao phần vành 6 phân các bác nhé. Đấy, phải bản vành rất là lớn, bản vành lớn thì nó tôn cái dáng xe lên trông mà rất là hầm hố. Bộ chuyển động của xe thì được sử dụng full một bộ Shimano Untega các bác nhé, dòng rất là cao cấp của dòng Shimano về xe đua, dòng này là 11 lít và 2 đĩa cho 22 tốc độ khác nhau, full hết đùi trục rỗng rồi gạt đĩa. Rồi tiếp theo nữa là đến tay lắc các bác nhé, đấy, full hết một bộ. Còn là cặp phanh thì được sử dụng cặp phanh của S-Jam 4C, có cái bộ cái phụ tùng của Mỹ. S-Jam 4C nó cũng là thuộc hàng rất là cao cấp đấy. Và trên khung nó có một cái tem UCI luôn các bác nhé. Đây là một cái tem chuẩn quốc tế cho những chiếc xe nào mà đủ điều kiện tham gia giải đấu thì sẽ có cái tem UCI này. Và nó được in thẳng lên khung luôn nhé các bác nhé, in thẳng lên khung, không phải logo đâu. À không phải tem đâu, in thẳng trực tiếp lên khung luôn. Tem UCI. Và đây là chỗ bắt những cái phụ kiện như đồng hồ, đo tốc độ hay là có những cái phụ kiện thì chính hãng của hãng Trek ấy. Đấy, thì những cái dòng đời mới nó sẽ có thêm một cái lỗ bắt đây. Máy xe được sử dụng là máy Novatec các bác nhé. Đây là khối lỗ đi vòng. Khối lỗ. Và chủ cũ họ cũng để lại luôn cho xe một cái bê đan cá các bác nhé. Vì là cá này. Và dân sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để
Khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Xe này có cái gióng đứng nó là ngắn và gióng ngang thì nó khá là dài, thì nó sẽ phù hợp với bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Integra, dòng phụ tùng cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano. Nó chỉ sau mỗi đua dây và đồ điện đó thôi, lại là gần như là cao cấp nhất rồi. Và cũng được rất nhiều người sử dụng cái bộ này. Đó, và em vừa giới thiệu qua các bác mẫu xe đạp đua Czech Emonda 5 Full Carbon sử dụng cái bộ chuyển động Integra và đang có giá bán bên em là 36 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.